Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với series hướng dẫn lắp Java của mình. Ngày hôm nay thì mình cùng các bạn tìm hiểu về bài Task Management, nghĩa là quản lý các cái nhiệm vụ. Thì bài này có số lốc là 150 và cái tên là GFP0071. Rồi, mình cùng đi vào phân tích bài toán. Thì bài này nó tương đối giống cái bài trong video lần trước của mình là bài Handy Xpen. Thì các bạn tí nữa các bạn sẽ thấy nó giống nếu các bạn đã xem video đấy rồi. Thì mình sẽ phân tích này. Mình cần có một cái đối tượng tên là đối tượng task này, nó có các thông tin như sau này, ID các thứ này. Đấy. Và cái ID này nó cũng là tự tăng giống như bài hôm trước. Bây giờ thì giả sử nó sẽ là nằm trong khoảng, mình phải check nó nằm trong khoảng từ 8 giờ đến 17 giờ 30. Thì nó, để nhập giờ cho nó dễ thì người ta đổi nó sang dạng double là 8,0 đến 17,5. Ok nha. Đây thì cái giao diện của nó, các chức năng chính của nó sẽ có là thêm một cái vai trò này, thêm cái nhiệm vụ này, xóa nhiệm vụ này, hiện ra cả danh sách các cái nhiệm vụ này và exit là thoát. Thêm khi mình chọn thêm vai trò thì mình sẽ nhập các thông tin thêm. Xóa thì sẽ nhập ID để xóa. Còn khi hiện thì nó sẽ hiện ra danh sách thôi. Đấy, chức năng cơ bản thì tương đối giống bài Handy Xpen. Có gì cả đúng không? Rồi, mình bắt đầu vào code luôn nhỉ. Thì để tiết kiệm thời gian thì mình đã tạo sẵn một cái class là class Task. Đấy. Nó có các thông tin này, ID, name này, kiểu dữ liệu string này, type ID này, date này, from này, to này, đảm nhận vai trò gì, assign là đảm nhận vai trò gì nhá. Đây mọi người nhìn này, ở trong này này, ở trong cái chỗ output này, đấy giống như cái bạn này thì sẽ đảm nhận cái vai trò là dev, còn reviewer thì là người review đấy, người review thì là leader đấy, lead và reviewer, cái này đều là string cả nhá. Rồi, rồi tiếp theo là mình sẽ import các cái getter setter thôi và constructor nữa, không gì cả đúng không? À, trong cái bài này có một cái vấn đề đấy là cái chỗ tab type này, khi mình nhập là mình nhập số, nhưng mà khi mình in ra ấy, thì mình sẽ in ra là chữ, nghĩa là một này là code, hai là cái gì đấy. Thì ở đây người ta có một cái bảng bằng bằng mapping sang, ví dụ ai nhập một thì là code này, hai là test này, ba là design này, bốn là review. Ok nha. Đấy, thì mình nhập cái nào thì mình sẽ map cái tương ứng, nên chỗ này mình code một cái hàm làm để mình map cái việc đấy. Thì mình code một cái hàm tên là hàm task name, thì đơn giản là mình switch cái type ID thôi. Nếu cái type ID bằng một thì mình cho task name bằng code, đấy, hai thì cho task name bằng test, ba là design, bốn là reviewer, và cuối cùng mình review à, mình return về cái đấy, thì mình sẽ được một cái mapping từ cái số, từ cái ID này sang cái name đúng không? Không có gì cả. Còn cái toString này chỉ đơn giản là để in cho nó đẹp thôi. Ở đây có các cái phần trăm D, phần trăm S, phần các thứ này. Thì học C thì biết mấy cái phần trăm D này là số rồi, phần trăm S này là ký tự rồi. 20 cũng như là nó chứa 20 ô trống. Thì nó cứ cách cách ra cho nó đẹp thôi. Nói chung là cái này format cho nó đẹp thôi, không gì cả. F này thì cũng cách 20 ô này. Đó. Cuối cùng mình return cái đấy. Thì khi mình in thì mình gọi toString thì nó sẽ in ra đúng cái format này, nhìn nó gọn gàng, nó đẹp đẽ. Ok nha. Rồi, bài này ấy, thì nhìn sơ sơ này, nó cũng có này nhập tên này. Nhập cái này là nhập số thì mình sẽ có một cái hàm get in đúng không? Này, date thì mình sẽ có hàm get date này. From to thì nó là kiểu double, mình sẽ có hàm get double. Đấy, ok. Nói chung là nó sẽ tương đối giống cái hàm validate mà trong bài Handy Xpen. Và rồi, ok. Mình đã copy của cái bài Handy Xpen sang bên này rồi. Đấy, tương tự cái kia nhá. Bạn nào mà không nhớ thì xem lại video kia nhá. Thì có cái hàm get in này để check xem là một số nhập vào có phải kiểu int hay không này. Này, mình đã nói rồi nhá. Hàm get double này là lấy vào một cái số thực này. Hàm get date là sẽ lấy vào một cái date theo đúng cái định dạng mình truyền vào, giả sử là ngày, gạch chéo tháng, gạch chéo năm hoặc là cái gì đấy. Thì bài bài handy mình cũng đã có nói rồi.
Đấy. Và trong bài học ngày hôm nay mình muốn giới thiệu mọi người một cái nữa, đấy là gọi là reject. Đấy, mình nghe có một vài bạn bảo là muốn học reject thì hôm nay mình cũng giới thiệu đến reject. Mình chỉ giới thiệu sơ qua thôi, còn nếu mà muốn chi tiết thì khả năng là mình sẽ có một cái loạt bài hướng dẫn riêng về reject nha. Thì mình sẽ code một cái hàm getString, nó sẽ nhận vào một cái string, và cái string nó phải thỏa mãn một cái gì đấy, và cái này mình gọi là một cái reject, cũng là thỏa mãn một cái biểu thức gì đấy. Rồi tí nữa mọi người sẽ hiểu cái reject này là gì, bây giờ cứ hiểu là nó sẽ thỏa mãn cái reject này là được. Đấy, thì đơn giản là mình sẽ nhập vào một cái string và mình kiểm tra xem cái string mình nhập vào nó có match, có nghĩa là có khớp với cái reject mình mong muốn không, thật sự mình có cái mong muốn, một cái mong muốn nào đấy. Mà nếu nó không khớp thì mình sẽ bắt người dùng nhập lại, nghĩa cho check bằng false và mình nhập lại, ok chưa? Còn nếu mà nó khớp rồi thì mình sẽ trả về S, có nghĩa là nó đã đúng cái mà mình mong muốn rồi. Đấy, nó cũng giống như một cái kiểu định dạng thôi. Đấy, cái reject này này, nó như một cái kiểu định dạng một cái string thôi. Mọi người hiểu sơ sơ nó là thế. Rồi. Đấy là mình đã xong cái hàm validate. Bây giờ mình sẽ bắt đầu vào code luôn. Cái phần management management nhá. Task management. Thì cái này mình sẽ bắt đầu như bài hôm trước, mình sẽ quản lý các cái vai trò, thì mình cần có một cái list các cái vai trò nữa. Lead các task này, lead top bằng new array lead, rồi array lead, ok nha. Rồi sau khi cái này thì cũng có nhập vào nên mình cần cái gọi là validate. Đấy, cứ cần validate dữ liệu thì gọi cái validate thôi, không gì cả. Rồi, bây giờ mình sẽ code một cái hàm là hàm add task public. Void nha. Add task. Ok. Thì mình sẽ làm tương tự cái này thôi. Thì khi add task thì mình sẽ làm cái này. Đấy. SOT nhỉ. Rồi. Thì ban đầu tiên là mình sẽ xử lý cái ID. Mình sẽ có ID bằng 1. Mặc định là 1 và mình kiểm tra if nếu cái list này này chấm empty, cũng nhận nếu cái list này nó không rỗng, có nghĩa là nó có phần tử rồi ấy, thì cái ID nó sẽ là phải tự tăng, nó sẽ bằng cái ID cuối cùng cộng với một đơn vị. Thì nó sẽ là ID bằng list chấm get này của lead, phần tử cuối cùng sẽ là chấm size trừ một đúng không, nhưng nó bắt đầu từ không mà, chấm get id rồi cộng với một đấy. Cái này thì chắc là không có gì đúng không, đơn giản là giả sử cái này nó là một thì thằng tiếp theo nó sẽ là hai thôi, nó lấy cái thằng cuối cùng mà nó cộng với một, và thằng tiếp theo nó sẽ là 3 4 5 6 7. Đấy, còn lần đầu tiên nó chưa biết bằng mấy thì nó sẽ gắn bằng một. Ok, đúng không? Tiếp theo là mình sẽ nhập cái type này, type ID nhé, bằng validate. ID nó là một cái số nguyên đúng không? Chấm get in. Okay. Thông điệp mình mong muốn sẽ là requirement nhập. Cái đầu tiên là mình sẽ nhập vào cái requirement name. Thì chỗ này mình để là name.
string name này bằng này. Bây giờ mình sẽ bắt đầu sử dụng regex luôn nhé, để cho mọi người biết cái regex nó là gì. Validate validate chấm getString đó, để sử dụng regex mình có. Rồi cái regex là một cái biểu thức nào đấy và cái message mình mong muốn đấy chính là đấy requirement name. Còn cái biểu thức mình mong muốn thì nó sẽ như này này. Đấy, mọi người có thể Google cái regex này để hiểu thêm nhé. Đây mình sẽ lập nó là chữ từ A đến Z, A đến Z lớn, có nghĩa là nó chỉ được bao gồm là chữ thôi, có nghĩa là từ A nhỏ đến Z nhỏ hoặc là từ A lớn đến Z lớn hoặc là dấu cách. Đấy, có nghĩa là điền trong cái ngoặc này nó chỉ được là chữ thôi, nó không được là số nhé, tên nó không được là số nhé. Rồi hàm get string này nó đang bị gì nhỉ? Rồi chờ một chút nhé. Nó cần một cái tracat. Tracat thì mình show block luôn. Block luôn nhé. Dùng block luôn. Này chấm phẩy đây đã. Rồi. Này cái để này lỗi. Đấy đơn giản là cái tên của cái đấy nó chỉ được là chữ và dấu cách thôi, không được là số hoặc là cái ký tự đặc biệt hay là cái gì đấy, thì mình sẽ dùng cái regex này bật. Và nó là một cái tập hợp nhiều cái ký tự như vậy. Đấy, mỗi cái ô ngoặc vuông này này nó là một đại diện với một cái ký tự, và ký tự đấy nó chỉ được nằm ở trong các cái loại mà mình định nghĩa trong này thôi. Đấy, giả sử mình muốn số thì mình giả sử từ 0 đến 9. Đấy, mình muốn cả số nữa thì mình cho như này, nhưng mà cái tên thì mình sẽ không để số, mình xóa đi. Đấy là cái sử dụng regex. Rồi sau regex thì tiếp theo là mình sẽ nhập vào cái type id. Đấy, get in này, xong copy cái câu này vào. Không, mình để như này, mình copy cho nó nhanh nhé. Rồi khi lỗi thì giả sử là free enter a positive number. Đấy, các bạn thấy. Và cái thằng này thì nó chỉ được nằm trong đoạn từ 1 đến 4 thôi. Thai nó có bốn loại rồi, đây mọi người nhìn này. Đấy, nó có bốn loại rồi. Nên là nó chỉ nằm trong đoạn từ 1 đến 4 thôi. Ok chưa? Thôi mình cứ để như này. Tiếp theo, cái tiếp theo mình cần nhập đấy là cái date. Date đúng định dạng này đúng không? Mình sẽ khai báo cái date này. Date put bằng validate chấm get date. Rồi. Cái này mình sẽ truyền vào là date 2 chấm này. Tiếp theo nó là cái gì nhỉ? Nó là arrow và cuối cùng là format. Theo arrow thì giả sử mình in này là date invalid. Rồi, cái format mình mong muốn mình dùng nhập vào đây đây này. Mình ngang này măn măn này, mình ngang này ria này. Rồi cái date này của mình đang đang trả về một cái kiểu date đúng không? Bây giờ mình sẽ chỉnh cho nó một chút để nó trả về cái kiểu là kiểu string. Thì mình đỡ mất công mình phải pair nó một lần nữa. Thì mình sẽ làm như sau. Mình sẽ để cái string value này lên trên này bằng giống này. Rồi cái chỗ này mình sẽ string này, mình để ra string nhá, chỗ này mình bỏ này đi.
Và cuối này mình thay vì return date thì mình sẽ return về cái value. Đấy, thế là có nghĩa mình không return về cái date nó mà mình return về cái sự chuỗi mình nhập. Nhưng mà mình cũng mang cái chuỗi đấy đi kiểm tra với date này rồi. Nếu nó thỏa mãn thì nó mới ra ngoài này nó return. Đấy, cơ bản là thế. Thì chỗ này mình dùng là string luôn. Date. Đấy, đỡ mất công check thêm phát nữa. Rồi tiếp theo là from và to thì nó là label from thằng validate chấm get from get gì nhỉ, rồi xem nào. À nhỉ, get double nhỉ. Chỗ này sẽ là from này. Rồi, copy thằng này xuống. Enter real. Không được. Rồi xong from này nó chỉ được nằm ở trong cái đoạn này, mọi người nhìn này. Mọi người nhìn from nó chỉ được nằm từ 8 giờ đến 17 giờ 30, có nghĩa nó nằm từ 8.0 đến 17.5 đúng không? Thì chỗ này mình sẽ để là 8.0 nên chỗ này là 17.5. Đấy, mình nhập vào khác cái đoạn này nó sẽ báo lỗi. Đấy, cái tu ý hệt copy rồi đổi thằng này là tu, thằng này là tu, ok đúng không? From tu này xong còn cái gì nữa nhỉ, rồi assign và reviewer. Rồi mình copy thằng này, mình gắn cho nó màu nhé, string này bằng này. Đấy, cái người cái vai trò ấy mình cũng muốn nó check như cái thằng name này, có nghĩa là nó chỉ được là chữ thôi, vai trò làm gì có số đúng không? Thì chỗ này mình chữ của nó là assign. Đấy, cái thông điệp mình muốn người dùng làm là sẽ là như sau. Đấy, assign này. Rồi tiếp theo cái thằng tiếp theo sẽ là reviewer, có nghĩa là người review ấy. Assign này là đảm nhận cái vai trò gì? Reviewer. Thì cũng là như này. Rồi, chỗ này đổi thành là reviewer. Ok nha. Đấy, như vậy là mình đã đủ các cái thông tin để mình tạo một cái task rồi. À, mọi người tạo một cái task này. Task bằng new task. Ok chưa? Rồi, mình bắt đầu import cái này. Này nó có ID này, name này. Task ID. Task ID này, rồi tiếp theo là date này. From này. Tu này, 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 đấy, đủ các thứ đúng không? Rồi, khi mình đã đủ các thứ thì mình sẽ list task này cho mát này. Đấy, add một cái task vào. Ok chưa? Đấy là mình đã xong cái hàm add đúng không? Rồi, chỗ này thì như hôm trước mình đã bảo là mọi người nên để ex print check system chấm out. Ok. Để nó check lỗi thôi, theo dõi lỗi đấy. Tiếp theo là mình sẽ code một cái hàm là hàm display nhé, public void display task. Rồi, tiếp theo mình làm hàm display rot này. Xong, đây copy này này đi vào tab này, xong mình sẽ đọc duyệt cái mảng đấy và mình in nó ra đó, nó gì cả đúng không? ROT tab chấm to string. Đấy, mình lúc nãy ở trong cái tab này mình có một cái to string để mình format cái định dạng nó như này, nó cách cách rồi nó đẹp rồi. Như này mình chỉ cần gọi chấm to string thôi.
Được. Ok nha. Rồi, tiếp theo là mình sẽ code cái hàm delete nó là sao nó. Delete tab thì mình cũng làm như sau. Rồi, nó cũng là như này. LOT này. Rồi, mình sẽ có cái in này, ID delete này bằng này gọi validate đúng không? ID mà chấm get in. Rồi, cái này nó sẽ là câu gì nhỉ? ID ID này chấm này arrow này arrow lấy cái câu trên này positive number đúng không? Đấy, nó sẽ nằm từ 1 đến integer max thôi. Nhưng mà rồi, bây giờ đến cái công đoạn mà mình kiểm tra xem cái thằng ID này nó có tồn tại ở trong cái list này hay không. Nếu nó mà tồn tại thì mình mới xóa, còn nếu không thì sao nào? Cái này người ta có bảo không này? Này delete này. Rồi exception. Nói chung là mình sẽ làm như sau, nghĩa là nếu ID tồn tại thì mình sẽ xóa và mình in ra là delete successful, còn nếu không thì mình in ra là ID not found, delete fail. Ok nhá, thì để kiểm tra thì mình sẽ duyệt cái list này thôi. For này, task này, mình chạy if này, nếu cái thằng task chấm get ID bằng với cái ID mình nhập vào ấy, cũng như là nó có tồn tại thì mình mới làm cái công việc là mình sẽ xóa cái task mà ứng với cái ID mình nhập vào, đúng không? Thì mình sẽ là list task này chấm remove remove object nhé, remove cái task này và xóa xong mình break thôi, đúng không? Xóa hai là xong mình còn làm gì nữa đúng không? Bây giờ là mình làm nào để mình kiểm tra xem nó có tồn tại hay không. Thì như bài hôm trước mình đã giới thiệu là mình sẽ có một cái biến là boolean, biến này là biến is id exit. Ban đầu là giả sử mình nó không tồn tại. Đấy. Nếu mà mình duyệt trong cái list này này nó có tồn tại. Đấy, nó có tồn tại thì mình xóa, xóa xong thì mình đánh dấu là cái ID này nó có tồn tại trong đấy. Ok không? Đấy, mình đánh dấu lại là cái ID có tồn tại trong list. Ngoài bằng là for thì mình đơn giản là mình kiểm tra if mà cái ID này này nó not exist. Đấy, có nghĩa là nếu nó không tồn tại nhé. Nếu nó không tồn tại thì mình SOT. Mình in ra là ID not found. Delete. Đấy, kiểu thế. Còn chỗ này thì mình sẽ in ra lại không là để full đấy, kiểu thế xét full nó xét full ly gì đấy tìm người. Rồi như vậy là mình đã xong cái chức năng là xóa xóa bằng tab đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ làm hàm main nữa là đúng không? Main này đó, mình sẽ làm psvm. Main này, main sẽ có các, cần phải nhập vào các cái lựa chọn nó. Thì cái main này mình cần có một cái là task management này. Task management này. Đây mình để trong này. View task management đúng không? Rồi cái này cũng có nhập vào, mình cần có một cái validate bằng new validate. Rồi,
Thì bây giờ mình sẽ đầu tiên là mình sẽ phải in ra cái giao diện như này đúng không? Mình copy cả này này, mình LOT paste nó vào, xong ấn format đấy, như này là nó in được, không cần phải chỉnh gì nhiều nhá. Rồi tiếp theo là mình sẽ có một cái biến là biến option đi bằng validate này chấm get in, cái này mình sẽ là enter option. Đấy. Enter option nhá. Lỗi thì là mình sẽ để là option nó nằm trong đoạn từ 1 đến 4 thôi. Nên mình chỉ có 4 option rồi mà. Đây, mình là 1 đến 4. Đấy, mọi người thấy mấy cái hàm get in, get double ấy. Chỗ nào có số thực thì gọi get double. Nó có số nguyên thì gọi get in thôi. Đấy, mình không cần phải chỉnh sửa gì cả. Đấy là cái ưu điểm của cái việc sử dụng đấy. Thì cái option này mình sẽ switch key đúng không? Switch option. Trong này mình sẽ có k1. K1 thì mình sẽ gọi cái management chấm add đúng không? Nó xong break rồi. Rồi tiếp theo là cái true. Mình sẽ có cái task management chấm chấm display đúng không? Cái K2 thì nó là gì nhỉ? Delete đúng không? Break. K3 là task management chấm display đúng không? À, break. K4 thì nó sẽ là thoát đúng không? Thì như hôm trước ấy, thì cái chỗ này mình sẽ cho một cái vòng lặp là while loop. Nếu cái vòng này còn lặp thì mình đâu nhỉ? Đây đúng không? Rồi format code đi này. Thì trên này mình sẽ có một cái biến loop true. Đấy, mà mình gắn nó bằng true thì cái vòng lặp này đăng luôn luôn đúng thì nó sẽ chạy đúng không? Còn nếu mình chọn K4 thì mình sẽ cho cái loop này. Ok. Cái loop này for và mình break. Đấy, lúc bằng for thì nó quay lên nó kiểm tra cái loop này không bằng true nữa thì nó thoát chương trình thôi. Đấy, bây giờ mình thử test xem nhé. Hy vọng là nó đúng. Rồi, enter option là sẽ mình add này. Require name này là dev program này. Rồi cắt này, mình chọn một đúng không? Mà mình thử thử chọn 5 nhé, nó có báo lỗi không? Đấy, báo lỗi ngoài đúng không? Chọn một này, một là code đấy. Ngày này, ngày thì mình sẽ nhập là giả sử là 10 999 này. Ồ, đây là đi nào. À quên, 10 này, 01 này, 999 này, hay cái ngang này. Này mình đang bắt cái ngang mà. Từ giả sử mình nhập 9.15 này đến 12.5 này. Đấy, 9 giờ 15 đến 12 giờ 50 nhé. Đấy. Vị trí đảm nhiệm là dev và reviewer là lead. Rồi, mình add thêm cái nữa. Requirement name thì sử này mình để ở test đi. Rồi, type là giả sử bây giờ mình type 2 đi. Date là giả sử là 20 tháng 05 năm 2014 này. Mình cứ quen này. 05/2014 này. Đấy, from thì là giả sử như là 10.6 đi. Này là 15.5 nhé. Rồi người này là cũng là tester. Và là review cũng là lead. Rồi giả sử mình display nhé. 3 này. Đấy, mình display này. Nó ra
program này, code này, đấy, này này, đấy, các thứ đúng không? List các thứ thẳng hàng đúng không? Tiếp theo là cái giao diện thì mọi người có thể fix lại sau nhé. Cho cái này nó dài thêm một tí được. Rồi bây giờ là sự mình test chức năng xóa nữa là xong rồi. Xóa thì mình chọn hai này. Bây giờ mình nhập một cái ID nó không tồn tại nhé. Mình nhập ID là 5. Đấy, nhập ID là 5 thì nó thông báo là ID not found này, để fail này. Đấy, bây giờ mình thử display xem nó có vô tình xóa không nhá. Nó không xóa nào đúng không? Bây giờ giả sử mình xóa thằng hai này. Đấy. À, mình chọn option 2 này và mình nhập ID xóa là 2 này. Đấy, thì nó báo là delete successful đúng không? Có nghĩa là mình đã xóa thành công. Bây giờ mình thử display này. Đấy, thì mình xóa còn hai, còn mỗi thằng một đúng không? Tiếp theo là mình exit. Đấy. Exit mình chọn 4 thì nó exit thôi. Đấy, nó thoát chương trình đúng không? À, lúc nãy mình có giới thiệu mọi người một cái là regex ấy. Thì ví dụ cái chỗ name này này, chỗ name này mình có sử dụng regex đúng không? Mình sẽ sử nhập name này, trong name nó chứa số đúng không? Nó báo vẫn bắt mình dùng nhập lại. Ok không? Mình nhớ nhá. Cái regex này nó mình để nó là chỉ được là chữ và dấu cách thôi, nên là cái tên này mình chỉ được nhập là chữ và dấu cách thôi, dấu cách nó vẫn chấp nhận nhá. Program. Đấy, kiểu kiểu thế. Ok nhá. Chắc là bài này thì chỉ có vậy thôi. Video đến đây là kết thúc. Rồi, chúc mọi người học tập tốt. Chào mọi người.